Chia sẻ các bạn một vườn quất được trồng trên chậu nhựa siêu nhỏ nha các bạn nhé. Các bạn xem chậu rất là nhỏ thôi. Chậu này các bạn mà cứ bê một tay là nhẹ, rất là đẹp luôn, quả rất sai. Các bạn nhìn kiểu như là vườn hoa đấy các bạn. Và đây là số điện thoại của nhà vườn này. 0379 174 345. Tục mời các bạn vào xem vườn quất thế nào. Rất là đẹp luôn. Quả rất sai. Phần này đang báo hoa rồi các bạn ạ. Các bạn xem. Hoa này sẽ cho kịp vào Tết. Rất nhiều hoa luôn. Các bạn xem này. Nụ đang báo một lượt này. Báo các bạn là vườn này có tầm khoảng tổng là 1.000 cây. Bác chưa bán cây nào. Rất là đẹp luôn. Quả xanh, quả chín đều có. Mã rất là sáng luôn. Rất là đẹp. Năm ngoái là bác có bảo là rồng ở tổ nhựa thì bảo Tết đến lại phải chuyển sang chậu. Anh em hôm nay là bác là chuyển thẳng vào chậu luôn. Thì là kỹ thuật chăm bón là nó hơi vất vả hơn so với là dòng ở rổ nha các bạn nhé. Đây tất cả đều tưới tự động tất. Đây là những dây giỏ giọt này các bạn này. Đấy, tất là cả các cái dây này đều là chạy là dây giỏ giọt là thẳng vào gốc cây nhé các bạn nhé. Rất là công phu luôn. Thì bạn nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của nhà vườn. Mình đã ghi ở trên đầu tiêu đề đấy. Và liên hệ trực tiếp đến chủ vườn. Các bạn mua nhiều hay ít thì nhà vườn cũng đều bán. Bác chủ vườn có tâm sự nếu mà bạn nào mà mua nhiều thì nhà vườn sẽ bớt chút phần trăm cho các bạn để đi chợ lấy may bán cho nó nhanh. Lần theo địa chỉ Mễ Sở, Khói Châu, Hưng Yên và liên hệ trực tiếp đến số điện thoại mình đã ghi ở trên tiêu đề. Clip của mình đến đây cũng xin được khép lại. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.